Nói về đặc tính của Pokemon thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã quá quen thuộc với những loại đặc tính phổ biến và cực kỳ mạnh trên đấu trường như là Intimidate, Regenerator, Prankster, Multiscale hay là Shield Force và vân vân. Những cái tên nghe rất quen thuộc và có độ đe dọa nhất định. Nhưng với 1025 Pokemon được giới thiệu, bạn có biết đâu đó vẫn còn rất nhiều đặc tính cực mạnh khác nhưng lại bị sở hữu bởi những Pokemon kém nổi bật và rồi bị lãng quên hay không? Hôm nay, tôi sẽ thử thách bản thân mình với độ khó là đi tìm ra những đặc tính độc quyền được sở hữu bởi những Pokemon đặc biệt. Hiệu ứng đặc tính thì cực kỳ mạnh nhưng lại bị lãng quên vì Pokemon đó không quá nổi bật. Nếu mà những đặc tính này được phổ biến rộng rãi hơn thì có lẽ nó đã thống trị đấu trường từ rất lâu. Thử thách đi tìm thì cũng khá là khó, nhưng trong thế giới rộng lớn của Pokemon thì không gì là không thể. Hiện tại thì tôi đã tìm ra được 13 đặc tính tôi cho là rất mạnh, và tôi sẽ dựa theo sức mạnh vốn có của một đặc tính này mà xếp hạng. Và đây cũng là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% những nhà huấn luyện nào chưa đăng ký kênh nhấn nút theo dõi để không bỏ lỡ những chuỗi series tiếp theo mà tôi dự định sẽ ra mắt định kỳ trong thời gian sắp tới. Hy vọng là thần Arceus sẽ cho chúng ta có duyên gặp lại nhau. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Xpack VPN là một ứng dụng cho phép bạn kết nối Internet thông qua một mạng riêng ảo, đảm bảo tính riêng tư và bảo mật khi bạn truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng bị giới hạn truy cập tại một số quốc gia và khu vực nhất định. Xpack ưu tiên sự riêng tư và an ninh của người dùng khi sử dụng công nghệ mã hóa cấp độ cao nhất để bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu Internet của bạn khỏi bất kỳ mối đe dọa nào. Bạn có thể tự tin thưởng thức thế giới trực tuyến mà không cần lo lắng rủi ro về quyền riêng tư. Bên cạnh đó, ứng dụng còn có khả năng cải thiện hoạt động chơi game trực tuyến. Nó hoạt động như một bộ tăng tốc game, tạo nên hiệu suất tốt hơn cho các trò chơi. Một số trò chơi bị giới hạn khu vực, nhưng người chơi có thể tự do truy cập vào những trò chơi đó với Xpack, cho phép thiết bị của bạn mở khóa tất cả các nội dung trên thế giới, bất kể bạn đang ở nơi đâu, khiến cho trải nghiệm lướt web của bạn có tốc độ nhanh hơn, ổn định hơn, chỉ với vô vàn lợi ích mang lại trong một cú chạm. Link tải ứng dụng sẽ được để dưới phần mô tả. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm chơi game và lướt web tuyệt vời hơn với Xpack. Ở hạng 13, mở màn với danh sách này là một đặc tính cho phép Pokemon tăng 50% công vật lý của mình khi bị dính trạng thái trúng độc hoặc là trúng kịch độc. Nó giống với đặc tính Curse, nhưng đặc tính này chỉ tăng sức mạnh nếu bị dính độc mà thôi. Còn khi bị dính mấy loại trạng thái khác thì nó sẽ không kích hoạt được. Các bạn có đoán ra được đặc tính nào không? Thật ra thì cho đến khi làm cái video này thì tôi mới biết đặc tính này có tồn tại. Đó chính là đặc tính Toxic Boost của Zangoose. Nói về Zangoose thì đây là Pokemon có thể nói không quá nổi bật, trừ việc nó nổi tiếng là thiên địch của con rắn Sniper trong tự nhiên. Nếu nhìn vào bộ chỉ số của nó thì ta sẽ thấy khá tiếc cho Pokemon này. Công vật lý 115 và tốc độ 90 thật ra thì cũng không quá tệ, nhưng sinh lực thì quá mỏng manh, lại không có một chi ưu tiên nào. So với tốc độ và sức chống chịu của phần lớn Pokemon hiện nay thì nó mỏng manh không khác gì một lát thịt trong tô hủ tiếu, không cần đợi đến chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì nó cũng rụng trước đó rồi. Ví dụ như với Ursaluna, tuy tốc độ của nó rất chậm nhưng nó sẽ rất nhanh trong Trick Room. Hoặc nếu không có Trick Room đi chăng nữa thì sinh lực của nó cũng đủ cứng cáp để chịu sát thương trong vài đòn. Còn Zangoose, sinh lực phòng thủ quá mỏng manh, thường thì muốn nó sống phải cho nó cầm theo Focus Sash, nhưng nếu cầm theo trang bị này rồi thì không còn có cách nào khác kích hoạt trạng thái trúng độc của nó bằng Toxic Orb được nữa. Thành ra tiến hóa lưỡng nan, đặc tính cũng khá là tốt nhưng lại không được đặt đúng chỗ, cho nên là ở hạng 13 này thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua đến hạng 12, là một đặc tính có khả năng biến mọi đòn tấn công vật lý hay đặc biệt trở thành chiêu thức không tiếp xúc trực tiếp với đối thủ. Từ đó nó không bị nhận sát thương từ các trang bị như là Rocky Helmet, đặc tính Drop Skin của Garchomp hay là bị dính bỏng từ Flame Body của Procarona. Cũng nhờ có đặc tính này mà Pokemon sử dụng sẽ không bị dính sát thương nếu lỡ phải tấn công vào giáp gai Spiky Shield của Ogapon. Và đặc tính tôi đang nói đến nó chính là đặc tính Long Reach, đặc tính độc quyền từ cấp tiến hóa cuối cùng của Rowlet, Decidueye. Không phủ nhận về thiết kế thì Decidueye có thể coi là đẹp nhất trong 3 starter của thế hệ thứ 7, nhưng về sức mạnh thì lại lép vế hơn hẳn. Incineroar thì quá nổi tiếng rồi, vừa mạnh lại vừa phiền phức. Còn Primarina với đặc tính độc quyền Liquid Voice, cùng với chỉ số sát thương đặc biệt cực cao, nó có thể gây được hàng tấn tổn hại cho đối thủ và là thiên địch khắc chế Incineroar. Còn Decidueye thì dù cho có vai trò gây sát thương an toàn với đặc tính nới dài của mình thì bộ chỉ số không quá vượt bậc ở mảng nào, cùng với tốc độ quá thấp khiến cho nó bị trôi vào quên lãng luôn, và chỉ có thể được đánh giá cao nhờ vào ngoại hình mà thôi. Tiếp tục qua đến hạng 11, đặc tính ở thế hạng kế tiếp này sẽ là đặc tính có tác dụng ngăn chặn các trạng thái dính độc cho đồng minh và bản thân khi Pokemon đang ở trên sân đấu. Nếu đồng minh bị dính độc trước đó rồi thì khi Pokemon có đặc tính này xuất hiện trên sân đấu, nó sẽ tự động hóa giải trạng thái dính độc cho đồng minh luôn. Và đặc tính tôi đang nói đến là Pastel Veil của Rabidash vùng Galar. Với đặc tính này,
đồng đội hay bản thân đều không phải lo bị dính kịch độc, một loại trạng thái xấu rút máu mỗi lượt cực kỳ khủng khiếp, thường được dùng để đầu độc những tanker có sức chống chịu cao. Và giờ tanker của bạn sẽ có khả năng đứng vững, còn Rabidash vùng Gala với chỉ số tấn công và tốc độ mức khá sẽ đảm nhiệm vai trò gây sát thương chính trong đội hình. Tuy nhiên thì vấn đề của Rabidash là thật ra chỉ số tấn công của nó không quá cao để mà có thể thay thế được những đứa gây sát thương tốt khác trong đội hình. Nhiệm vụ của Rabidash nếu có đặc tính Pastel Veil dường như chỉ là đợi đối phương có sử dụng độc hay không rồi bay ra cản, chứ mấy loại trạng thái xấu phổ biến khác như ru ngủ, tê liệt, bị bỏng hay là đóng băng thì nó cũng bó tay. Cùng với thủ vật lý và chỉ số sinh lực khá yếu thì khả năng mà nhà huấn luyện mất đi một Pokemon chữa lành là rất cao, nên chắc tôi sẽ xếp đặc tính Pastel Veil này của Rabidash ở thứ hạng này thôi. Và chúng ta sẽ qua hạng 10. Đặc tính này được giới thiệu vào thế hệ thứ 7, cho phép Pokemon gây trạng thái trúng độc lên tất cả các loại Pokemon khác, bao gồm cả hệ độc và hệ thép. Nên biết thì Pokemon hệ độc sẽ không bị dính độc. Cái này thì khá là hợp lý, một con rắn độc mà lại chết vì bị trúng độc bởi một con rắn độc khác hả? Không thể nào. Hệ thép thì miễn nhiễm luôn việc trúng độc, vì bên trong cơ thể tụi nó toàn là kim loại, có tế bào nào đâu mà cho bị độc phá hủy. Nhưng có một giống loài Pokemon làm được điều không tưởng đó, với đặc tính Corrosion của gia đình thằng lằn lửa, Salazel. Đầu tiên thì tôi phải nói tụi này không quá tệ, ít nhất là trong mảng đi game. Công đặc biệt và tốc độ khá là cạnh tranh, đi kèm với đặc tính đầu độc mọi loại Pokemon khác sẽ là phương án tốt nhất để hạ gục dần dần những bức tường thép phòng thủ vững chãi của đối phương, vì đa phần những Pokemon tanker đều sẽ mang hệ thép hoặc là hệ độc. Có điều nhanh nhẹn và đánh đau dường như là chưa đủ trong những thế hệ về sau, khi mà sinh lực quá mỏng manh của nó cũng chỉ khiến cho nó trụ được sân trong duy nhất một hiệp bằng Focus Sash, kịp để đầu độc một đối thủ và sau đó tiễn biệt đồng minh luôn. Tưởng tượng nếu một Pokemon chống chịu tốt như là Toxapex sở hữu đặc tính này, có lẽ công cuộc đầu độc thiên hạ của nó sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Còn Salazar với bộ chỉ số như trên chỉ phù hợp với việc tấn công và tấn công, càng gây được sát thương nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó, chứ không đủ sinh lực để mà xem ai trụ lâu hơn ai. Ốm yếu như nó thì chỉ có thể hát bài để gió cuốn đi mà thôi. Đặc tính ở hạng 9 sẽ giúp Pokemon chịu hoàn toàn sát thương chiêu vật lý trong lần đầu tiên. Sau khi bị đánh, Pokemon sẽ phá vỡ lớp vỏ bảo vệ, khiến cho nó thay đổi hình dạng và rồi lớp bảo vệ này sẽ được phục hồi lại trong trời tuyết. Mới nghe thoáng qua thì ta sẽ tưởng đặc tính đó là Disguise của Mimikyu. Nhưng Mimikyu thì không thể hồi lại lớp bảo vệ này trong trận đấu, còn Pokemon này lại có khả năng hồi phục lại được. Đó chính là đặc tính Ice Face của Pokemon chiến binh cục thế hệ 8, SQ. Loài Pokemon này sử dụng cái anten trên đầu để tổng hợp tuyết và tạo ra khối băng bao phủ bảo vệ phần đầu của nó khỏi kẻ thù và nhiệt độ nóng. Khi tảng băng này bị tấn công, nó sẽ ngay lập tức bị vỡ để lộ phần đầu, tức là hình dạng khác của SQ. Cái hình dạng trọc lóc này cho phép nó có tốc độ cao hơn, tấn công nhanh nhẹn hơn, nhưng đồng thời nó cũng khó mà kháng được sát thương từ các chiêu thức đặc biệt. Ở thế hệ 9, nếu cho nó đi chung với đồng đội tạo ra tuyết thì khả năng liên tục thay đổi hình dạng của nó thành hình dạng có tốc độ nhanh nhẹn sẽ vô cùng linh hoạt. Chỉ trong một lượt sau khi khối băng này bị vỡ, nó đã có thể trở lại hình dạng bình thường và tiếp tục chống chịu những chiêu thức vật lý đầy khủng bố. Tuy nhiên tôi xếp đặc tính này ở đây là vì đặc tính này sẽ vô nghĩa nếu đối phương sử dụng các chiêu thức đặc biệt như chiêu phun lửa là một ví dụ. Cũng may là hình dạng mặt băng ngơ ngác này có khả năng chống chịu cả hai mảng khá tốt nên cũng không quá lo lắng, nhưng đối thủ sẽ rất dễ đoán được điểm yếu của nó mà liên tục sử dụng những chiêu đặc biệt nhằm không cho nó chuyển đổi thành hình dạng có tốc độ nhanh hơn và sau đó từ từ hạ gục nó bằng các chiêu đặc biệt dễ dàng. Thành ra cái đặc tính này rất dễ bắt bài và phụ thuộc vào đối phương khá là nhiều. Qua tới hạng 8, đặc tính ở thứ hạng này sẽ cho phép Pokemon như đang trong trạng thái ngủ. Nhìn thì nó mơ mơ màng màng, nhưng Pokemon vẫn sẽ luôn có khả năng tấn công như bình thường. Chỉ là nó sẽ luôn luôn miễn nhiễm với các trạng thái xấu như là tê liệt, trúng độc, buồn ngủ hay là đóng băng. Đó chính là đặc tính độc quyền Comatose của Komala, Pokemon được giới thiệu trong thế hệ thứ 7. Loài gấu Koala này dường như sẽ trong trạng thái ngủ suốt phần đời của mình, mà cũng nhờ đó chúng không bị dính bất kỳ trạng thái xấu nào từ kẻ thù. Bộ chỉ số cũng thuộc dạng không thể đùa được khi mà công vật lý là 115, thủ đặc biệt 95. Chỉ có điều là tốc độ 65 sẽ khiến cho nó dễ bị đấm túi bụi trước khi ra đòn tấn công. Mà cũng đúng thôi, dù sao thì loài này cũng mê việc ăn ngủ hơn là đi đánh nhau mà. Cơ mà cái đặc tính quá tốt này lại khá chuyên biệt cho những Pokemon lười biếng. Nhưng nhìn kỹ lại thì ngoài Komala ra, thì gia đình nhà Slaking cũng khá hợp với đặc tính này còn gì. Lúc nào nó cũng đang trong trạng thái ngủ, nhưng nếu mà Slaking có đặc tính miễn nhiễm trạng thái xấu cùng với bộ chỉ số thuộc hàng huyền thoại như trên thì tôi không biết đấu trường sẽ thành ra cái đống bùi nhùi thế nào nữa. Cơ mà dù sao đối với tôi đặc tính này cũng khá là bá đạo, cho nên tôi sẽ xếp nó ở hàng này. Qua tới hạng 7, ở hạng này
tôi muốn nói đến một đặc tính có khả năng kiểm soát tốc độ. Bất kể đang tấn công nào nhắm vào Pokemon mang đặc tính này, nó đều sẽ có khả năng phát tán bào tử ra khắp xung quanh, khiến cho tất cả Pokemon đối thủ và đồng minh đều bị giảm một bậc tốc độ. Và bị đánh càng nhiều, đối phương và cả đồng minh càng bị khống chế chậm lại. Nghe sơ sơ khá là ao trình, nhưng nó lại được sở hữu độc quyền bởi một Pokemon có vẻ vô hại. Đó chính là đặc tính Cotton Down của nhà Eldegoss. Như đã biết, tốc độ là chìa khóa then chốt trong mọi trận đánh. Ai có khả năng kiểm soát tốc độ tốt hơn thì sẽ là người chiếm ưu thế hơn. Và đặc tính Cotton Down có thể được kích hoạt bởi mọi loại sát thương, khiến cho đối thủ phải rất đắn đo có nên nhắm vào Eldegoss hay không. Bất ngờ hơn nữa là chỉ số của Eldegoss lại khá tốt trong mảng phòng thủ. Điểm sáng nhất nằm ở mảng thủ đặc biệt 120. Từ đó khiến cho công cuộc lan tỏa bông gòn của nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhưng vấn đề của đặc tính này đó chính là đồng minh sẽ phải chịu chung số phận với đối thủ. Nên thường đồng đội đi chung với Eldegoss phải là những đứa có đặc tính miễn nhiễm việc tăng giảm chỉ số như là Clear Body. Vì việc khá hạn chế đồng đội nên đặc tính này của Eldegoss dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ là con dao hai lưỡi nếu không đi chung với đồng minh thích hợp. Thành ra từ đó ít ai mà sử dụng đặc tính này nữa. Qua hạng 6, đặc tính tiếp theo mà tôi muốn nói đến là đặc tính sẽ bảo vệ Pokemon, làm giảm 50% sát thương đến từ các chiêu thức đặc biệt, cũng giống như việc bạn đang mang theo trang bị Assault Vest và được bảo vệ vô điều kiện vậy đó. Nghe khá lạ ha. Và đó là đặc tính Ice Scale của gia đình nhà Frostmoss. Loài Pokemon ra mắt vào hồi Gen 8 từng được kỳ vọng sẽ là con bướm băng đối trọng với bướm mặt trời Volcarona, khi mà cũng lấy cảm hứng từ thiết kế loài bướm đêm, đều học được chiêu tăng sức mạnh cực bá của hệ bọ là Quiver Dance. Bên là bướm mặt trời thì ít nhất cái thiết kế này phải xứng đáng được gọi là bướm mặt trăng chứ đúng không? Nhưng đời đâu như là mơ. Bao hy vọng đổ sông đổ biển khi mà người ta nhìn vào bộ chỉ số của nó. So với tổng chỉ số 550 của Volcarona thì 475 tổng chỉ số của Frostmoss như là một giọt nước mưa đem so với một giọt nước giếng vậy đó. Điểm sáng duy nhất trong bộ chỉ số của nó là công đặc biệt 125 và thủ đặc biệt 90. Còn lại thì tôi hết nói rồi đó. Tốc độ 65 thì có múa vòng vòng tới sáng cũng không thể nào nhanh hơn được ai. Cho dù thủ đặc biệt của nó được bổ trợ bởi một đặc tính tốt đi chăng nữa thì khi thủ vật lý thấp như vậy cũng dễ bị tiễn lên đường sớm. Chứ kể là song hệ băng và bọ khiến cho nó bị gấp 4 sát thương bởi hai hệ vô cùng phổ biến là hệ lửa và hệ đá. Cho nên là hy vọng trong tương lai Frostmoss có thêm dạng tiến hóa thứ ba, hoặc là một Pokemon nào đó tận dụng được đặc tính này cầm theo Assault Vest nữa thì coi như là bá cháy bỏ chét luôn. Và chúng ta sẽ qua top 5. Hạng 5 trong bảng xếp hạng đặc tính độc quyền tốt nhất của tôi. Một đặc tính mà tôi cho rằng xứng đáng được biết đến nhiều hơn. Khi Pokemon có đặc tính này đang trong trời nắng sẽ tự động tăng 50% tấn công vật lý và thủ đặc biệt cho bản thân và cả đồng minh. Từ đó mà khả năng chống chịu và khả năng tấn công cũng đều được cường hóa cho toàn đội hình. Đặc tính tôi đang nói đến là đặc tính Flower Gift của nhà hoa anh đào Cherim. Thật ra thì Cherim không phải là quá bị lãng quên, vì trong thế hệ thứ 8 nó đã xuất hiện kha khá ở những đội hình có Groudon. Hai Pokemon này đã tạo thành một tổ hợp khó bị đánh bại khi mà Cherim có thể dồn hết khả năng hỗ trợ của mình cho Groudon. Vốn sát thương vật lý của vị thần này đã rất cao. Giờ đây thêm hiệu ứng của Flower Gift cùng với ảnh hưởng của trời nắng nữa mà những chiêu vật lý hệ lửa của Groudon dường như là không ai qua nổi. Nhưng vấn đề của Cherim là bằng mọi giá phải đứng vững trên sân để cho Groudon múa, còn nó mà gục xuống thì coi như là xong phim. Bộ chỉ số của Cherim cũng không quá đủ cứng cáp để mà tối ưu hóa khả năng trụ sân của mình. Và đúng là vai trò của Cherim trong đội hình sẽ chỉ như là hỗ trợ, chứ khả năng tự mình gây sát thương cho đối thủ khá là gian nan nếu gặp phải mấy con cao cấp hơn. Thực ra thì tôi thấy mấy con hiện tại ai cũng cao cấp hơn Cherim cả. Nên hy vọng tương lai Cherim sẽ có dạng tiến hóa khác, vì chỉ số 450 vẫn còn có hy vọng tiến hóa thêm. Chứ Duraludon chỉ số 535 mà còn tiến hóa thêm được thì chúng ta có quyền hy vọng đặc tính Flower Gift mạnh mẽ thế này sẽ tỏa sáng trong tương lai. Không thì thiệt là uổng lắm. Ở hạng 4, đặc tính tiếp theo mà tôi muốn nói đến đó chính là đặc tính giúp Pokemon tăng 3 điểm ưu tiên và các chiêu thức hồi máu. Kể cả chiêu đó là chiêu hồi máu dạng hiệu ứng, là chiêu hồi máu dạng tấn công. Và tôi đang nói đến đặc tính Tri-Art của Comfey. Comfey được coi như là một loài Pokemon chữa lành đúng nghĩa vì các đặc tính của nó đều liên quan tới việc trị liệu. Nhưng riêng Tri-Art lại quá ao trình khi mà việc hồi máu có thể được thi triển nhanh hơn bất kỳ chiêu tấn công nào như là Extreme Speed hay là Sucker Punch để tăng khả năng sống sót cho đồng minh. Chiêu Floral Healing cho phép nó tác động việc hồi máu lên đồng minh và hồi lại 50% lượng sinh lực đã mất. Nếu chiêu này được thi triển trong môi trường cỏ thì lượng máu được hồi lại sẽ hơn 60%. Bên cạnh đó, những chiêu hút máu dạng tấn công như là Training Kiss hay là Giga Drain cũng sẽ được cộng 3 điểm ưu tiên, giúp cho việc gây sát thương của nó sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên thì Comfey có điểm trừ, đó chính là sinh lực quá thấp, thành ra thì khả năng chống chịu của bản thân Pokemon sẽ không quá tốt. Và một Hokage đệ ngũ của làng lá từng nói, nếu trên chiến trường
thì người nằm xuống cuối cùng phải là những ninja trị thương. Tức là những đứa chuyên môn hồi máu phải là những đứa cuối cùng còn ở trên sân thì mới mong có cơ hội giành chiến thắng. Confei thì sẽ có tỷ lệ sống thấp hơn nếu như người ta thay nó bằng Amongus và hồi máu cho đồng đội bằng Pollen Puff. Nên là vẫn mong Confei sẽ có dạng tiến hóa và chỉ số sinh lực của nó sẽ cao hơn một xíu để tận dụng tốt cái đặc tính tuyệt vời này của mình. Mở màn cho top 3, đó sẽ là đặc tính giúp Pokemon giảm 1/2 sát thương phải nhận từ các chiêu thức hệ lửa, và thêm vào đó là gấp đôi sát thương các chiêu thức hệ nước khi Pokemon này ra đòn, đồng thời sẽ ngăn Pokemon bị dính trạng thái bỏng, và với vô vàn lợi ích chỉ nằm trong một đặc tính duy nhất như vậy, và chính là đặc tính Water Bubble của Araquanid. Thật ra thì Araquanid cũng không phải là bị mờ nhạt lắm. So với một Pokemon hệ bọ thì Araquanid cũng đã thực sự có chỗ đứng cho bản thân mình. Với tổng chỉ số chỉ có 454 nhưng lại được phân bố vô cùng hợp lý, hai mảng phòng thủ chính là điểm sáng bừng của nó. Khi mà thủ đặc biệt là 132 sẽ giúp cho nó sống sót sau những đòn bắn phép mạnh mẽ nhất và rồi phản lại bằng chiêu Miracle. Ngoài ra thì công vật lý 70 khi sử dụng chiêu Liquidation cùng với khả năng gấp đôi sát thương lên đến tận 170, cộng thêm 50% stab hệ nước nữa sẽ thành 255. Còn nếu trời đang mưa, chiêu này sẽ có sát thương là 340. Trong gen 9, nên nó được thay ra thành hệ nước thì sát thương gây ra sẽ lên đến 510, một con số vô cùng khủng khiếp nếu đạt đủ điều kiện. Chưa kể thì chiêu Liquidation còn có 20% khả năng làm giảm thủ vật lý của đối phương. Thành ra tôi thấy cái loài Pokemon vỏ nước này xứng đáng được quan tâm nhiều hơn. Mà cũng đúng là đặc tính có hiệu ứng bá đạo như trên, nếu rơi vào tay những Pokemon hệ nước nào đó có sát thương cao khác thì chắc chắn đặc tính này sẽ là một nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với những nhà huấn luyện khác trên đấu trường. Và qua hạng 2. Ở hạng 2 thì tôi khá chắc chắn là đặc tính này rất nổi tiếng. Đó là đặc tính cho phép Pokemon miễn nhiễm toàn bộ những chiêu thức nào không gây sát thương hiệu quả lên nó. Tức là nếu nó mang hệ nước và có đặc tính này thì chỉ có hệ cỏ và hệ điện là gây sát thương được lên nó mà thôi. Còn tất cả 16 hệ khác nó đều miễn nhiễm. Và đúng vậy, nghe đến đây chắc ai cũng biết, đó chính là đặc tính Wonder Gore của Set Ninja. Đặc tính này nổi tiếng còn hơn cả Pokemon có được nó. Đơn giản vì Set Ninja là Pokemon có chỉ số cực kỳ đặc biệt, có thể nói là đặc biệt nhất trong thế giới Pokemon, khi mà nó chỉ là phần vỏ của Ninkada sau khi tiến hóa thành Ninjas để lại. Thành ra chỉ số của nó là vô cùng thấp, sinh lực chỉ có một điểm duy nhất, tức là bị đánh trúng đòn nào chắc chắn chết đòn đó. Nên đặc tính này sinh ra như là cách bù lại sự bất công mà tạo hóa đã ban cho Set Ninja. Bảo vệ Pokemon tốt là thế, nhưng đặc tính này sẽ không thể nào chống lại các loại sát thương từ trạng thái xấu như là trúng độc hay là bị bỏng, hoặc sát thương đến từ các loại thời tiết như là bão cát. Kèm theo đó là bọ và ma cũng có khá nhiều điểm yếu khi mà bị khắc chế bởi 5 hệ, mà hệ nào cũng phổ biến như là lửa, đá, bay, ma và bóng tối. Nên nói chung là có đặc tính mạnh bá cháy đi chăng nữa, mà đi kèm với Pokemon quá yếu thì cỡ nào cũng bị dìm xuống đáy xã hội mà thôi, vẫy vùng cỡ nào cũng vậy hết. Cơ mà nếu Set Ninja có mặt ở Gen 9, cho nó chơi ra thành hệ điện và cầm theo vật phẩm Air Balloon, nhiều khi là không có cách nào đánh bại được nó luôn á. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao chúng ta không có cơ hội nhìn thấy Set Ninja trong thế hệ 9 này. Và ở hạng 1, trong cái bảng xếp hạng đặc tính tốt nhất đối với cá nhân tôi cũng đã khá đắn đo cho vị trí của Wonder Gore và cái đặc tính sắp nói đến sau đây. Đặc tính này sẽ có khả năng tăng 30% sức mạnh của mọi đòn đánh mà đồng đội gây ra nếu Pokemon đang ở trên sân đấu. Cái này giống như là chỉ cần có Pokemon này xuất hiện và đứng đó thì đồng đội sẽ luôn luôn có được búp sát thương mà chả cần làm gì nhiều cả. Đến khi làm video này tôi mới biết có một đặc tính như vậy, mà bấy lâu nay lại vô cùng hiếm thấy Pokemon này được sử dụng. Đó chính là đặc tính độc quyền Power Spot của loài Pokemon Stone Runner. Đặc tính này cho phép Stone Runner sẽ tỏa sáng nhất khi trong đấu đôi. Chứ còn đấu đơn mà nếu nhìn vào bộ chỉ số của nó, cũng hiểu vì sao ta lại ít thấy Stone Runner trên đấu trường như vậy. Đồng ý là sinh lực và công vật lý vô cùng ok, nhưng ở mảng đặc biệt thì đây là cái gì đây? Họ thật sự cho một tảng đá bự cần càng thế này tốc độ 70, nhanh hơn rất nhiều một con gấu nâu. Còn cái thủ đặc biệt thì chỉ đủ sức chống chịu một sát thương đến từ một bãi nước miếng à. Phải nói là cực kỳ tiếc cho Stone Runner. Trong khi đó một số Pokemon đã quá mạnh và không cần phải thêm bất cứ thứ gì, nhà phát hành lại vẫn đều đặn ban thêm cho nó vài công cụ nữa để nó trở nên thượng đẳng hơn. Còn trong khi một số Pokemon khác như Stone Runner xứng đáng có được sự chú ý hơn hoặc có tiềm năng hơn lại bị bỏ xó và xây dựng một cách vô cùng khó hiểu. Ok, bức xúc đến đây đủ rồi. Nhưng nếu muốn sử dụng Stone Runner, chỉ có thể đầu tư cho nó hết ở mạng chỉ số phòng thủ đặc biệt hoặc cho nó cầm theo ở Soul Vest thì mới mong níu kéo cầm cự được trong vòng 1-2 hiệp. Trong lúc đó đồng đội đi chung phải là những Pokemon gây sát thương khủng như là Flutterman mới có thể mong giành được chiến thắng.
Nhưng nếu bạn có khả năng khiến cho Stonejourner đứng vững trong các vòng sau đó, thì chỉ cần có sự xuất hiện của nó thôi là đội hình của bạn được búp sức mạnh lên đáng kể rồi đó. Hy vọng thì tương lai Stonejourner sẽ có thêm dạng tiến hóa, hoặc có thêm cơ hội để tỏa sáng hơn. Còn hiện tại thì coi như là em xui và chưa gặp thời thôi. Và thế là tôi đã điểm qua hết 13 đặc tính độc quyền mà tôi cho rằng rất mạnh, nhưng lại được sở hữu bởi những Pokemon kém nổi bật, và thế là chúng bị lãng quên luôn. Còn theo các bạn, thì những đặc tính độc quyền nào rất mạnh nhưng lại bị lãng quên thì cho tôi biết vào phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì bye!